quên máy dò cơ khí đắt tiền, phát kiến mới nhất trong vũ khí hóa học là đom đóm. Các sinh viên được dẫn dắt bởi Nick Maniker, phó giáo sư hóa học và sinh học hóa học, pháp y và khoa học điều tra tại Đại học Indiana University, Purdue University, Indianapolis đã khám phá ra một công dụng mới đối với các đặc tính độc đáo của cú đánh ruột ruồi. Phát hiện tác nhân hóa học, được đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường, dự án được tài trợ bởi hợp đồng từ Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng Hoa Kỳ. Vũ khí hóa học là những chất hóa học được triển khai để gây chết người hoặc gây hại có chủ ý do các đặc tính độc hại. Mặc dù bị cấm, chúng vẫn được sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây như nội chiến Syria và thậm chí có thể ở Ukraine. Các nhà khoa học cần một cách tốt hơn để phát hiện các tác nhân hóa học mà không đưa các cá thể vào đường nguy hại, và đó là nơi đom đóm xâm nhập. Họ Califoridae, được biết đến với tên thông thường là đom đóm, ruồi ăn thịt hoặc bọ xanh lá, có khoảng 1.200 loài đã biết bay đến ăn xác vì chúng có thể ngửi thấy mùi xác động vật từ cách xa một dặm. Chúng cũng rất giỏi trong việc lấy mẫu môi trường vì thực phẩm chúng ăn được bảo quản tốt trong ruột để các nhà khoa học có thể tìm hiểu những điều quan trọng về môi trường sống. Các tác nhân từ vũ khí hóa học bị phân hủy trong môi trường, vì vậy nếu một con ruồi uống nước có các chất tác chiến hóa học bị thủy phân trong nước, các nhà nghiên cứu có thể phát hiện ra điều đó từ các hóa chất trong ruột của ruồi. Đó là những gì mà nhóm nghiên cứu đã làm. Sử dụng khối phổ để đo các chất hóa học trong ruồi của ruồi sau khi tiếp xúc với các tác nhân hóa học trong một môi trường. Thông qua một loạt các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã có thể xác định các yếu tố môi trường khác nhau sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc phát hiện các tác nhân ở đom đóm. Các tác nhân chiến tranh hóa học không tồn tại lâu trong môi trường, nhưng chúng có thể được phát hiện trong ruột ruồi đến 2 tuần. Điều này làm cho chúng trở thành một lựa chọn thay thế an toàn hơn nhiều cho các khu vực lấy mẫu có thể đã tiếp xúc với vũ khí hóa học. Nếu một khu vực quá nguy hiểm, quá xa xôi, hoặc trong khu vực hạn chế tiếp cận, hoặc nếu người ta chỉ muốn thu thập mẫu một cách bí mật thì người ta chỉ cần bỏ một ít mồi ra, và ruồi sẽ tìm đến mồi, Maniker nói. Ở bất cứ đâu có con người, đều có đom đóm, vì vậy cũng không thiếu chúng. Ưu điểm của phương pháp này là các nhà nghiên cứu có thể lấy mẫu từ các khu vực hẻo lánh hoặc hạn chế tiếp cận mà không gây nguy hiểm đến tính mạng. Dự án tiếp theo của nhóm sẽ được tài trợ bởi Văn phòng Nghiên cứu Quân đội về Hóa học Môi trường nhằm sử dụng đom đóm để phát hiện dư lượng từ các loại bom, đạn không nhạy cảm. Vốn là loại vũ khí không có khả năng phát nổ khi xảy ra tai nạn nhưng tích tụ nhiều hóa chất hơn trong môi trường. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!